Tổng thống Bashar al-Assad trả lời phỏng vấn tờ Sunday Times tin từ Damascus. Ngày hôm qua, Iran và Syria đã cùng lên tiếng chỉ trích việc các nước Tây phương yểm trợ cho lực lượng dân quân nổi dậy chống chế độ Bashar al-Assad. Trả lời phỏng vấn tờ Sunday Times trong ngày hôm qua, Tổng thống Bashar al-Assad đã nói rằng chính phủ Anh của Thủ tướng Cameron là một chính phủ thơ ngây, chưa trưởng thành, thiếu thực tế. Nếu muốn giữ một vai trò Syria, Anh quốc cần phải thay đổi, hành động hợp lý hơn và trách nhiệm hơn. Được các nước Tây phương và vùng vịnh yểm trợ, đối lập Syria tuyên bố là ông Bashar al-Assad phải từ chức, không thể giữ bất cứ vai trò gì để tiến trình đàm phán và chuyển tiếp. Tuy nhiên thì tình trạng Syria càng ngày nguy lập, đã đối lập Syria cảm thấy thất vọng các nước Tây phương không chịu trực tiếp liên hệ trong cuộc chiến chống al-Assad và muốn được giúp đỡ vũ khí cho dân quân. Trong ngày thứ Năm, lần đầu tiên Hoa Kỳ tuyên bố sẽ viện trợ phi quân sự cho dân quân Syria. Sự viện trợ gồm vật liệu y tế, thực phẩm và 60 triệu Mỹ Kim để đối lập Syria, dùng để cung cấp dịch vụ an ninh, giáo dục và vệ sinh cho dân chúng trong vùng dân quân kiểm soát. Anh quốc đã yểm trợ dân quân ngay từ đầu và không bác bỏ trường hợp viện trợ vũ khí trong tương lai. Iran là nước ủng hộ chế độ al-Assad. Và ngày hôm qua, thì Ngoại trưởng Salehi nói rằng quyết định của Hoa Kỳ sẽ làm kéo dài cuộc nội chiến ở Syria. Ông ta cảm thấy rất buồn đối với tình hình ở Syria. Đáng lẽ thì khuyến khích đối lập ngồi vào bàn đàm phán với chính phủ để chấm dứt cuộc đổ máu, nhưng Hoa Kỳ lại khuyến khích đối lập tiếp tục bạo động. Ngoại trưởng Walid al-Mualem nói rằng ông ta không thể nào hiểu nổi Hoa Kỳ yểm trợ cho những kẻ đang giết chết người dân Syria.